Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi tưởng tượng có một ngày, khi buổi nhóm tại đây đầy chặt căn phòng này, có những người từ các nơi họ trở về, họ nghe lời Chúa, có những người khách từ Úc Châu, từ Mỹ Châu tới đây để nghe lời giảng, và họ đã hỏi trước chúng ta điều đó rồi đấy. Họ nói rằng chúng tôi sang đó có tiếp nhận chúng tôi không? Để giữ những buổi nhóm. Anh chị em ơi, lời Chúa và ý muốn của Ngài ai có thể cấm được? Amen. Hallelujah. Cái đó là cái chúng ta cần phải mở rộng tâm trí của mình, mở rộng tấm lòng của mình. Càng đi hầu việc Chúa, tôi càng hiểu hội thánh cỡ nào, lớn ngần nào, nó phụ thuộc vào lòng của chúng ta lớn cỡ nào và tâm trí chúng ta mở rộng ra ngần nào. Còn nếu chúng ta không mở rộng lòng và tâm trí, bạn sẽ cắt bỏ nhiều người và đuổi nhiều người. Cái đó là cái chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Cũng giống như người mà vừa rồi tôi nói đó, chị không nghĩ rằng chị tới buổi nhóm lần đầu tiên nó được Chúa chữa lành. Và nhiều người bạn dẫn chị tới cũng không nghĩ được rằng một người chưa tin Chúa mà lại được Chúa chữa lành. Nhưng Chúa của chúng ta lại không phải loài người đâu. Ngài làm điều mà Ngài thấy Ngài muốn làm, không bị kiểm soát bởi con người. Amen. Amen. Hallelujah. Khi nhìn thấy những điều xảy ra tại đó, và đặc biệt khi thấy một vị mục sư khoảng hơn 60 tuổi ôm tôi và khóc như một đứa trẻ, tôi cố kìm và sau đó đi ra xe ô tô. Và khi họ chở tôi về khách sạn, tôi khóc dọc đường. Tôi thấy Chúa yêu chúng ta quá. Trong thời gian 2 tuần tại nơi đó, thường xuyên trong mỗi một ngày phải đến chục lần đến mười mấy lần, lời của bài hát mà Trung Tử Lưu hát Chúa là cây cầu đó luôn nhắc cho tôi hát theo cái lời hát điệp khúc: Chúa quá yêu con, Chúa quá yêu con. Sao Chúa lại yêu con như vậy? Mỗi khi con nhớ lại những điều đó và thấy tại sao Ngài lại yêu hồn tôi quá vậy. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, Chúa thực sự yêu mỗi chúng ta tại đây. Bạn được ngồi ở trong căn phòng này, bạn được nghe lời Chúa, bạn sống trong một điều kiện khác, bạn ơi, hãy tận dụng điều mà chúng ta đang có. Kẻ khác đang mơ ước như bạn mà không được. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng hãy cảm tạ Chúa những điều chúng ta đang có. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về đề tài kết quả nhiều. Ê-sai 60 câu 22. Vào một buổi sáng nọ vào tháng 10 năm 2007, lúc đó vợ chồng chúng tôi chuyển từ Nga về Berlin. Chúng tôi sống tạm trong một căn nhà mà một số anh em đây đã từng đến sửa giúp đó. Và buổi sáng nọ đang cầu nguyện buổi sáng, bỗng nhiên Chúa cho tôi câu kinh thánh Ê-sai 60 câu 22. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ mở đầu đề tài kết quả nhiều. Lời Chúa nói, sau khi nhận được câu kinh thánh này, tôi gọi điện thoại cho một số các vị trưởng lão và mục sư khác để nhắc cho họ. Lời Chúa nói rằng kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ của nó. Đọc lại: kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ của nó. Câu kinh thánh này tôi đã đọc cho các vị mục sư tại bên Mỹ. Tôi nhắc cho họ biết rằng từ trước cho tới nay, việc nhìn thấy một hội thánh Tin Lành Việt Nam chỉ có 4-50 người, 5-60 người, người ta cho đó là chuyện bình thường. Sẽ đến một kỳ 5-60 người là không bình thường. Bây giờ có ai đó nhìn thấy hội thánh 600-700 người là chuyện phi thường. Nhưng sẽ có một thời điểm 600-700 người trong một hội thánh Tin Lành Việt Nam, nó là một chuyện thật là bình thường. Vì Chúa nói trong kinh thánh này, kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000. Chúng ta không phải chạy số 1 hoài nữa, không phải chạy xe ô tô số 2, cứ trục. Cứ 7-80 lại mất 2-30, chỉ còn lại 4-50, rồi lại cố gắng lên 6-70, rồi lại mất 2-30. Không vào số 3 được. 100 không có, đến 1000 thì hoàn toàn mờ mịt. Nhưng sẽ có một ngày, Chúa nói trong Kinh Thánh, đến một thời điểm, Chúa Ngài sẽ làm. Tôi chờ đợi, tôi muốn điều đó được xảy ra. Và câu Kinh Thánh, sau khi tôi rời khỏi Cali, suy nghĩ lại câu Kinh Thánh này, lời Chúa nói rằng kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ của nó. Tôi đặt câu hỏi, làm thế nào để kỳ đó được xảy ra? Chúa cho tôi nhìn thấy những hình ảnh. Đầu tiên tôi nhìn thấy Abraham.
Sau đó tôi nhìn thấy Joseph, sau đó tôi nhìn thấy Jacob, tôi nhìn thấy Môi-se, tôi nhìn thấy Phao-lô. Những con người đó là những con người rất hèn yếu lúc ban đầu, nhưng Chúa đã làm họ trở thành một rất mạnh. Chúa làm họ trở nên ngàn người. David, khi tôi nhìn thấy và tôi hiểu ra một điều, không phải chúng ta ngồi một chỗ và chờ đợi điều đó xảy ra, mà Kinh Thánh chép rằng không phải chúng ta làm trở thành một ngàn người, mà Đức Giê-hô-va sẽ non nả làm điều ấy trong kỳ của nó. Bà sẽ nhìn thấy ngàn người, bà sẽ nhìn thấy một rất lớn, với một điều kiện: Chúa Ngài bắt đầu làm từ lòng của bạn trước. Một vị mục sư nói, và là một lời cầu nguyện rất là đặc biệt, ông nói rằng: Chúa ơi, hãy làm những điều trong đời sống con để qua con làm trên đời sống người khác như vậy. Điều gì mà Ngài sẽ làm trong đời sống của mỗi chúng ta thì Ngài sẽ qua chúng ta làm như vậy trên đời sống của người khác. Chỉ có lòng rộng mới chọc thủng tới lòng rộng. Lòng hạn hẹp không vươn tới lòng rộng được. Vì vậy cho nên chúng ta phải thay đổi cái ao tù này trước khi gặp biển. Thành ra Chúa phải thay đổi chúng ta trước. Chúa thay đổi Abraham 24 năm trước. Chúa thay đổi Môi-se, Chúa thay đổi Jacob, Chúa thay đổi Joseph. Và những năm tháng trong đồng vắng đó là những năm tháng thật là tuyệt vời. Bởi vì chỉ có những thời điểm đó, con người của các ông đó, những vị vĩ nhân, anh hùng đức tin mới thay đổi được. Cái bên trong đây này, nó quyết định bên ngoài. Amen anh chị em. Hallelujah. Cái cây mà chúng ta đang nhìn thấy, cây mà chúng ta đang nhìn thấy đây này, cái này, cái rễ từ bên trong này này, nó quyết định tán lá bên ngoài. Cái này cần phải tưới, chứ không phải tưới trên lá. Khi bạn tưới trên lá, chăm sóc cái lá này thôi, mà rễ không được chăm sóc thì cây sẽ chết trong một thời gian ngắn. Bởi vậy cho nên cái chiều sâu của chúng ta từ bên trong, cái tính cách của chúng ta từ bên trong, Chúa Ngài nhìn thấy điều đó cần phải làm, chứ không phải là thành công. Ngàn người là thành công, rất lớn là thành công, nhưng mà để được thành công và mình có thể đứng trụ nổi khi thành công tới hay không thì phụ thuộc cái sức lớn lên từ bên trong chúng ta. Bên trong lớn giường nào thì nhóm tế bào và hội thánh lớn giường đấy. Amen. Amen. Anh chị em để ý con của mình mà xem. Hồi nó 7 tuổi, anh chị em cho nó cái tiền đi ăn sáng, ngần đấy tiền. Hồi nó 15 tuổi, số tiền nó sở hữu mỗi một ngày nhiều hơn chút. Đến 20 tuổi, bắt đầu nhiều hơn chút. Đến năm 21 tuổi, 22 tuổi, nó đã ra ở riêng học đại học, bắt đầu nhiều hơn chút nữa. Và con người ở bên trong lớn lên ngần nào thì cái sở hữu tiền và trách nhiệm kèm theo như vậy. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ chạy khỏi sự dạy dỗ uốn nắn của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Amen anh chị em. Sách Giăng đoạn 15 câu 8. Nhiều khi chúng ta rất muốn có kết quả và thành công. Chúa cũng muốn chúng ta kết quả và thành công. Nhưng mà chúng ta thì chỉ muốn kết quả và thành công. Còn Chúa lại muốn rằng sau khi chúng ta đã đạt được kết quả rồi, bạn còn đứng được. Cái đó mới là cái quan trọng. Mình chỉ khoái nhận cúp. Còn cái người trưởng thành, họ lại nghĩ là sau khi nhận cúp rồi, bạn có bị cúp đè chết không? Có nhiều người khi thành công là đúng lúc họ thất bại. Có nhiều người khi đúng lúc giàu có là gia đình hôn nhân bị tan vỡ. Bởi vì bên trong của họ chưa chịu nổi được thành công đè trên họ. Bởi vậy cho nên Chúa Ngài yêu linh hồn chúng ta đến mức chưa thể cho chúng ta thành công được là như vậy đó. Lời Chúa nói: Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết quả nhiều thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Chúa Ngài nói rằng khi chúng ta kết quả nhiều thì cha được sáng danh. Có nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta kết quả. Hãy lắng nghe này. Không phải Ngài muốn cho chúng ta thất bại đâu. Không phải Ngài muốn cho chúng ta không có kết quả đâu. Ý muốn của Ngài cứu chúng ta để chúng ta thành công. Bởi vậy cho nên trong bất kỳ sự khó khăn, sự thất bại tạm thời nào bây giờ, bạn cần phải biết được rằng Chúa muốn bạn thành công. Hãy ngồi học lại xem tại sao thất bại, tại sao không thành công, để rút tỉa những bài học. Điều đó mới là quan trọng. Chứ đừng để cho ma quỷ nói rằng Chúa sẽ hãm hại người, sẽ giết chết người, người sẽ là một kẻ không làm được thành công gì.
Tiếp theo, cũng sách Giăng này, câu 16-17. Nhìn này. Không phải các ngươi chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi. Mọi người để ý không? Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta đâu. Có nhiều khi chúng ta đến đây tin nhận Chúa Giêsu, sau khi tin Chúa xong mình bảo, về khoe, cảm ơn Chúa, sau 10 năm tôi đã chọn Chúa đúng. Bao nhiêu các vị thần tôi chọn đúng Chúa. Chúa nói rằng lắc đầu, các con nhầm rồi. Các con nhầm rồi. Ta mà đã trốn thì các con tìm ở chỗ nào được. Mọi người hiểu không? Tôi mà đã trốn khỏi thằng con tôi đó, trốn chỗ kín là sao nó tìm nổi. Có nhiều khi mình thập thò cho cố cho nó nhìn thấy, chứ nó tìm được khoảng 7 phút bắt đầu nó ngồi nó khóc rồi. Ơi papa ở đâu, papa ở đâu, sợ tối, Jimmy sợ tối. Mình phải vừa thấp thỏ, vừa cho nhìn thấy để cho nó dễ tìm ra. Và nó cứ tưởng rằng là nó tìm được ngay papa, nhưng thực ra không phải. Ba thỏ cái đầu ra cho mày nhìn thấy đi chứ. Có nhiều khi như vậy đó. Nhiều khi chúng ta đá bóng với con của mình, nó bắt gôn, mình sút nhẹ cho nó trúng người, nó cho nó dễ bắt. Và khi mà nó sút bóng mình bắt gôn á, nó đá góc này mình mày bắt góc kia, nó vào, nó vào thắng rồi. Nó cứ tưởng rằng là nó chơi giỏi, nhưng bố cho mày thắng đấy. Mọi người hiểu không? Còn nếu mà bố mà sút thì bố sút thì làm sao mà bắt nổi. Nhưng mà làm sao cố gắng sút thật trúng người đó để cho nó bắt nó dễ. Y chang như vậy. Đến Yuri Gagarin bay lên tận vũ trụ mà không tìm ra Chúa. Đi xuống nói rằng trên đó không có Chúa, tìm không thấy, không thấy. Lên tận cung trăng tìm được thằng quậy thôi, làm sao tìm được Chúa. Bởi vậy cho nên chúng ta không phải chúng ta chọn Ngài đâu. Ngài đã đi theo chúng ta từ bao nhiêu năm trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu rồi. Ngài đã tán chúng ta rồi. Ngài đã làm nhiều phước hạnh cho chúng ta rồi. Mà bạn đi bói người ta nói rằng số mày may mà không bị chết nhiều lần, số quý nhân phù trợ. Không phải. Chúa đi theo tôi và bạn nhiều năm. Ngài gõ cửa lòng của bạn nhiều lần rồi. Amen. Thật ra không phải chúng ta chọn Chúa, bèn là Chúa đã chọn và lập chúng ta để các ngươi đi. Và kết quả, đây là điều quan trọng. Có ba điều rất là quan trọng ngày hôm nay, một trong bài giảng ngắn này để chúng ta dự tiệc thánh. Chúa sẽ làm ba điều quan trọng. Một, Ngài sẽ lựa chọn chúng ta. Hai, Ngài lập, có nghĩa là Ngài thay đổi chúng ta, huấn luyện chúng ta trước khi sử dụng. Ba, là Ngài qua chúng ta làm việc cho người khác. Đó là ba cái giai đoạn thật là quan trọng, không thể bỏ sót được. Một là Ngài lựa chọn chúng ta. Hai, Ngài thay đổi chúng ta. Ba, lúc đó Ngài mới qua chúng ta làm việc cho người khác. Người phụ nữ có một bữa tiệc sắp tới xảy ra trong nhà mà lại không có cốc. Người đó đi ra cửa hàng, đúng không? Ngắm nghĩ một hồi, trong đầu suy nghĩ xem khách sắp tới là khách gì, sử dụng loại cốc nào và lâu dài hay không. Lựa cốc, sau đó mua về làm gì nào? Rửa cốc bên trong, lau cho thật sạch, rồi sau đó mới đặt lên trên bàn, rót nước cho người ta uống. Đó là ba công đoạn. Chúa cũng vậy. Ngài tìm kiếm chúng ta, Ngài lựa chọn chúng ta, sau đó Ngài về, Ngài rửa sạch chúng ta từ bên trong, thay đổi. Sau đó khi rửa sạch rồi, Ngài mới qua chúng ta cho người khác. Cái đó là ba công đoạn. Và cũng là ba công đoạn mà Chúa dạy rằng ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn Chúa làm cho chúng ta. Giai đoạn thứ hai, Chúa làm trong chúng ta. Giai đoạn thứ ba, Chúa mới làm qua chúng ta cho người khác. Thật ra mỗi một giai đoạn này cần đòi hỏi thời gian. Nào chúng ta cùng nhau xem đoạn Kinh Thánh cuối cùng. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Chúa chọn lập chúng ta để chúng ta đi, vào kết quả hầu cho trái chúng ta thường đậu luôn. Nào chúng ta cùng nhau xem sách Luca đoạn 5, bỏ qua Matthew đoạn 7 đi. Sách Luca đoạn 5 kể chúng ta nghe câu chuyện của Phêrô. Rất nhiều người ngồi tại đây ước ao trở thành sứ đồ như Phêrô. Bao nhiêu phép lạ dấu kỳ xảy ra. Rất nhiều người muốn trở thành những người như Phaolô. Nhưng bạn ơi, cần phải có một giai đoạn trước đó. Cái gì cũng đúng kỳ của nó. Hoa quả nó ra trái đúng kỳ của nó. Bởi vậy cho nên chúng ta cũng cần câu chuyện kể lại này. Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy trèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá.
Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phêrô thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá dường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và răng con Cbê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon, cùng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ lên tay đánh lấy người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Đây là câu chuyện rất là hay, ngắn, nhưng tôi muốn kể lại câu chuyện như sau. Một đám thật là đông tập hợp lại. Và bây giờ, hồi đó Chúa không có loa như chúng ta tại đây và microphone. Thật ra Chúa cần phải có một chỗ nào cho cả đám dân nghe được mà không bị ùn xô đẩy. Chúa mới thấy mé nước rất là quan trọng. Mượn một cái thuyền của một người đang giặt lưới, Chúa bước lên thuyền, đẩy thuyền sang một bên, ở giữa bờ và nước có một cái khoảng. Ngài đứng từ xa, bắt đầu giảng. Họ trên bờ lắng nghe âm thanh phóng lên phía trên. Ngài giảng cho họ không biết bao nhiêu thời gian. Trong lúc đó Phêrô cùng răng Gia-cơ đang giặt lưới, vì lúc đó là ban ngày rồi. Hồ Galilê họ phải đánh cá ban đêm vì nước hồ rất là trong. Thành ra cá có thể nhìn thấy xuyên qua nước, thấy người phía trên lẩn trốn ngay. Ông Cường với mấy người, ông Vượng mấy người đi đến rồi biết đấy, là cá nhảy phía dưới, chúng ta đứng trên thuyền có thể nhìn thấy cá được. Bây giờ họ đánh cá đêm, ban ngày họ nghỉ ngơi giặt lưới. Trong khi đang giặt lưới như vậy, Chúa giảng xong bài giảng, Ngài quay ra nói: Ê, hãy mang cái thuyền ra chỗ sâu kia mà thả lưới. Một người thợ mộc nhắc một người đánh cá lão luyện ở trong hồ đó. Phêrô nhìn Chúa Giêsu nói: Tôi đánh cá suốt đêm. Thứ nhất, thời gian rất là chuẩn. Thứ hai, tôi là người đánh cá ở biển này, suốt đêm không bắt được con cá nào. Thế mà ông lại bảo ra chỗ sâu à? Thế nhưng mà nghe lời của ông giảng vừa rồi, có quyền phép, đã làm cho lòng của tôi có một cái gì đó thay đổi từ bên trong. Theo lời của thầy dạy, theo lời của thầy nói về quyền năng đó, tôi sẽ làm theo. Ông đưa thuyền ra chỗ sâu kia, thả một mẻ lưới và không kéo nổi nữa. Lưới chuẩn bị đứt rồi, ông kêu: Ô, răng Gia-cơ, là họ hàng, răng Gia-cơ lại đây giúp. Và hai người kia tới chất cá lên đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm. Trong lúc mọi người đang ắc e treo thuyền vào bờ thì có một điều đặc biệt xảy ra với Phêrô, không giống như tôi và anh chị em tại đây. Tôi và anh chị em khi thấy phép lạ là nhảy múa tưng bừng sung sướng, khoe quên hết mọi sự. Có nhiều người mà trúng mẻ cá đó là ngồi tính tiếp mẻ lưới này bán được bao nhiêu cá, trả nợ chỗ này trả nợ chỗ kia để mua xong cái này mua xong cái kia, còn thừa lại sẽ đánh được 8 lần đi casino, hoặc là sẽ làm cá cược hai quả bóng đá ngày hôm qua. Chúng kiểu gì đây nhá. Nhưng Phêrô thì ngược lại, ông ngồi và bỗng nhiên một điều gì đó từ bên trong của ông ấy, ông quỳ sắp xuống dưới ngang đầu gối Chúa Giêsu và nói: Chúa Giêsu ơi, hãy ra khỏi con, vì con là kẻ có tội. Chúa đã làm việc ở trong lòng. Trong khi ông đang ngồi như vậy, ông rất là ngạc nhiên, con người này lạ thật nhỉ, ông là ai mà lại giúp tôi đánh một mẻ lưới thất kinh như vậy. Nhìn vào mắt Chúa, Chúa cũng nhìn vào mắt ông. Bỗng nhiên bốn cặp mắt nhìn vào nhau, một cái điều gì đó từ mắt Chúa Giêsu chiếu vào lòng của ông ấy, moi hết tim gan ra. Giống như người đàn bà sau đó xấu nết thành phố đỏ lao tới khóc nước mắt lã chã rơi xuống dưới chân này vậy. Chỉ cần nhìn vào người đàn bà đó, không nói mà bà ta nghe được nhiều câu Chúa nói lắm. Bà ta khóc, Chúa không hề nghe thấy bà ta nói gì, nhưng Ngài nhận rất nhiều điều mà từ miệng bà ta xưng tội. Phêrô nhìn thấy cặp mắt của Chúa và một sự thức tỉnh từ sâu thẳm trong lòng của ông. Ông quỳ xuống và xưng tội: Con là kẻ có tội. Và sau đó Chúa nói: Từ nay trở đi ngươi, ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Có ba giai đoạn: Một, Chúa làm cho Phêrô; hai, Chúa làm trong Phêrô; ba, Chúa làm qua Phêrô sau này. Đầu tiên, phép lạ xảy ra. Tôi nhớ, anh chị em nhớ, khi mới tin Chúa nhá, trong vòng khoảng nửa năm đầu tiên,
Wow, mật ngọt từ trời. Cầu nguyện, trời ơi Chúa ơi, con phải đi đến hội thánh, trời ơi mưa, tạnh mưa, nó tạnh thật. Nhá, tôi không biết là chị em như nào nhưng mà tôi đã xảy ra như vậy đó. Thậm chí tiền, Chúa ơi tiền không có đồ ăn. Tôi đi lên trường đại học mỏ, nhặt được 20 đô. Nhá, rất nhiều lời cầu nguyện ngốc nghếch và thậm chí còn sai. Sau này tôi thấy rằng cầu nguyện sai, mà thời điểm đó Chúa vẫn nhậm lời. Giống như đứa con của mình vậy, nó 1 tuổi, 2 tuổi, đói cái gì mình cho. Là mình thay tả, nó ra đó. Mình bắt đầu chiều nó, nhưng bắt đầu tôi thấy trong đời sống của tôi sau 7 tháng, 6 tháng đến 7 tháng bắt đầu có một điều gì đó xảy ra. Cầu nguyện, trời giống như đồng, đất giống như sắt vậy. Không thấy Chúa trả lời nữa. Chúa ơi, Chúa còn sống hay không? Rõ ràng nửa năm trước thấy Chúa sống âm, cầu nguyện cái gì cũng được hết á. Thế mà bây giờ bỗng nhiên không nhậm lời, bầu trời đóng băng. Chúa ơi, tại sao, tại sao? Lúc này Chúa nói rằng các con à, ta muốn lòng các con mở ra cơ, chứ không phải chỉ mở miệng. Hồi xưa mấy tháng đầu á, các con toàn mở miệng mà lòng chả mở gì hết á. Tôi đã từng cầu nguyện đấy, mới ngày hôm qua thì ca ngợi Chúa đứng sống, hôm nay á đó, Chúa có sống hay không, chả nhầm lời. Xong Chúa trả lời cái lại thấy hay quá, Chúa sống. Chúng ta như con trẻ vậy. Đã, tôi đấy, Trần Mạnh Hùng đấy, chứ không phải là tôi kể với ai đâu. Bắt đầu bước vào thời kỳ thứ hai. Thời kỳ này kéo dài lắm. Tôi phải mất đến gần 20 năm cơ. Thời kỳ tìm thì mới gặp. Không tìm kiếm không bao giờ nhận được cái gì hết. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ con trẻ với papa, thời kỳ ân điển. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ giao ước. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ làm việc cùng. Thời kỳ giao ước là nếu thì, nếu có làm điều này thì papa sẽ làm cho con điều này. Thằng con trai của tôi, hai thằng, thời kỳ nó còn nhỏ nữa, là lập tức mang sữa. Tay ta, cái gì mình cũng chạy theo hết á. Cho đến khi bắt đầu nó đến 1 tuổi là nó rồi, nó kêu uống sữa. Tôi bảo là mang cốc lại đây, đi tìm cốc lại đây rồi ba sẽ rót sữa cho. Thế thì khát, nó phải làm một điều gì đó để nó có cái điều nó cần, để dạy cho nó bắt đầu sống có trách nhiệm trên những gì mà mình muốn có. Mọi người hiểu không ạ? Chúa của chúng ta y chang như vậy. Thời gian đầu tiên bạn thậm chí không biết cách cầu nguyện cụ thể, cứ la lên là thành. Nhưng sau đó Chúa dạy là hãy nhân danh ta mà cầu xin cha. Mọi cái nó đều cần phải được học, chứ không phải là cứ ào ào là đâu cũng sẽ vào đó. Không có đâu. Bắt đầu Chúa moi ra nhiều cái tội. Bắt đầu bỗng nhiên sự cọ sát của những người hàng xóm, sự cọ sát của những người xung quanh, bắt đầu chồng và vợ cãi lộn nhau. Mà lắng nghe này, lắng nghe tôi nói này, cái nan đề nằm ở chỗ là không phải người hàng xóm. Cái nan đề nằm ở chỗ là bạn cần phải thay đổi. Có nhiều khi vợ chồng cọ sát nhau và bạn không giải quyết được con người bên trong của bạn. Bạn bắt đầu đến hội thánh nhìn thấy người khác tức, nhìn thằng Đạt tức, thấy cái tóc của nó thấy ngứa mắt rồi, nó giỏi lên trông ngươi kìa. Bắt đầu bạn đổ cơn tức vào người khác. Mọi người hiểu không? Bắt đầu bạn luôn tìm cái lỗi của người khác để đổ cái tức, vì một trận chiến từ bên trong mà bạn đã không thắng từ nhà rồi. Một trận chiến từ bên trong, vì sao bạn cãi lộn với vợ? Vì nó trận chiến đó từ trong con người của bạn chưa giải quyết xong. Và bây giờ bạn đổ sang cho vợ, cho con. Anh chị em ơi, đã đến lúc cần phải trưởng thành, nhìn vào chính mình. Bạn ơi, bắt đầu cuộc chiến ra bên ngoài, nó khởi sự từ bên trong lòng của bạn trước. Bạn phải chiến đấu với tất cả những sự tham muốn, với những sự tư dục từ bên trong của bạn, tính xác thịt. Nó là cội nguồn của mọi nan đề với những người khác. Khi bạn diệt nó rồi thì chả có nan đề gì. Một người mà nghiện thuốc lào, đào điếu xuống vẫn chôn điếu xuống vẫn đào điếu lên, mà cái tên nghiện nó bị giết chết rồi, nằm ở cái thây đây rồi đấy, bao nhiêu thuốc lào phỉ ở mặt nó đâu có đụng đậy gì, đúng không? Người chết rồi không thể cám dỗ được. Thì cũng như vậy, khi bạn làm việc với con người của bạn, đóng đinh mình trên thập tự giá, giải quyết con người bên trong của mình, thì bao nhiêu cái nan đề của người khác gây ra nó chả có ảnh hưởng gì đến bạn. Mọi chuyện đều bình thường, lúc nào cũng vui mừng, cầu nguyện không thôi và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thấy ra cái vấn đề là ở bạn, không phải vấn đề ở người khác. Vấn đề ở mỗi chúng ta, vấn đề ở trong tôi. Và tôi phải thay đổi, bởi vì đó là một cơ hội để tôi được phát triển nhiều hơn. Và thường người ta bỏ Chúa ở giai đoạn thứ hai đấy. Thường trong giai đoạn thứ hai này, họ không nhìn thấy tình yêu thương từ người khác. Giai đoạn đầu tiên ấy, thấy yêu lắm,
lúc nào cũng ok. Bắt đầu nhìn thấy trong buổi nhóm gặp ông Vượng lần đầu tiên, sao ông Vượng dạn dĩ thế, nhưng sau nửa năm ông này lắm mồm. Mọi người hiểu không? Cái mà ngày xưa hay đó thì bây giờ bắt đầu mới thấy dở. Ôi sao mà ông chúng rất là hiền dịu, ngồi im, ông không hề nói cái gì. Nhưng mà đến sau 6 tháng ông này nhưng mà miệng của ông ấy bị gì thì tự hiểu. Bắt đầu mình tự khoác tội cho người khác. Vì sao? Bắt đầu Chúa làm việc trong lòng của chúng ta. Sự cọ sát đó khiến cho chúng ta phải thay đổi. Amen. Thật ra anh chị em ơi, người Việt Nam có câu tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân. Đầu tiên phải xem lại mình trước. Amen. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên có nhiều những người mà khi chúng ta thấy bắt đầu bị khô hạn, chúng ta cần phải tìm kiếm, và tìm kiếm nước trời ở đó sẽ thay đổi. Đó là một giai đoạn thứ hai, là Chúa làm việc ở trong chúng ta. Giai đoạn thứ ba đó là gì? Giai đoạn thứ ba là lúc đó Chúa mới làm việc qua chúng ta cho người khác. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Một, Chúa làm cho chúng ta. Hai, Chúa làm trong chúng ta. Và ba, Chúa làm qua chúng ta tình người khác. Mời anh chị em đứng dậy nào. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con là những con người yếu đuối, phạm lỗi, sai lầm. Bởi vậy chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết. Mỗi một lần chúng con gục ngã là mỗi một lần chúng con thấy sự nhân từ của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con. Hãy cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Lời Chúa nói rằng ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Bộ quần áo của bạn đang mặc, cái áo vest của bạn đang khoác, nó đi lại được và đứng được là nhờ của cơ thể là bạn. Có nhiều khi cái áo khoác của bạn nó tưởng rằng nó tự đứng được, nhưng nếu không có bạn nó sẽ bị rơi xuống gục ngã. Thì chúng ta cũng vậy, bạn đứng được, hoạt động được là nhờ đấng ở bên trong bạn. Luôn luôn xác định được điều đó để không làm cho đấng đó buồn. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha. Đấng yêu thương chúng con đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Thì hôm nay nhờ ơn phước đó chúng con có mặt tại đây để nói về ơn phước của Ngài. Hallelujah. Xin anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đồng thanh nào. Kính lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài đã chết thay tội cho con và Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu ơi, Ngài là Chúa, Ngài là chủ của đời con. Con cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ơi, hãy thay đổi con càng ngày càng giống Chúa hơn, để qua con là ống dẫn ơn phước tới người khác. Con cảm ơn Chúa. Hãy giúp con ngày hôm nay xứng đáng với thân thể của Ngài dự tiệc thánh ngày hôm nay, giao truyền sự chết của Ngài cho tới khi Ngài tới. Con cảm ơn Chúa. Qua dòng huyết của Ngài, qua thân thể của Ngài, chữa lành thân thể cho con, ban sự khôn ngoan cho con. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.